Xin chào mọi người, khi mà nhắc đến thương hiệu Philips thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là đồ gia dụng như là chiếc máy hút bụi này, lọc không khí hay là bàn chải đánh răng, bàn chải điện đấy. Nhưng mà nếu như ai chơi âm thanh đủ lâu thì sẽ biết là Philips họ cũng có tham gia vào thị trường tai nghe và máy nghe nhạc. Và một trong những cái mẫu tai nghe rất là thành công của hãng đó là chiếc SHP 9005, được đánh giá cao bởi vì cái thiết kế rất là thoải mái này, cũng như là chất âm tinh tế và cân bằng. Trên tay mình hiện nay đây là cái mẫu Philips SHP 9006, được cho là cái người kế nhiệm của SHP 9005. Và trong video lần này thì chúng ta hãy cùng xem là chiếc tai nghe này liệu nó có xứng đáng là người thay thế cho cái mẫu SHP 9005 vốn đã rất là thành công trước đó của Philips hay không nha. Rồi thì đầu tiên mình thấy là cái hộp này thì hãng họ đóng hộp giá khá là đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái hộp bìa giấy rất là mỏng như này. Và bên trong thì chúng ta cũng sẽ chỉ được trang bị một cái phụ kiện duy nhất, đó là cọng dây. Cọng dây này thì có độ dài mình thấy là khoảng 3 mét. Và cái thiết kế cũng như là chất liệu thì nó khá là giống với những cái dòng tai nghe, cái dòng M của ATH. Và chúng ta sẽ có thêm một cái adapter chuyển từ 3.5 ra 6.3 như này để sử dụng với lại sao cạc hay là âm ly cỡ lớn. Cái thông số của chiếc tai nghe này, đây nhân vật chính chúng ta, chiếc SHP 9005, thì nó có một thông số cũng khá là trung bình thôi. Nó ở mức là 50, mình xin lỗi là ở mức là 32 ohm và 102 decibel. Thì với cái trở kháng và độ nhạy như vậy thì mình thấy là nó cũng không khó để khai thác đâu. Tuy nhiên là nếu như các bạn muốn chiếc tai nghe này nó phát huy được hết cái chất âm của mình thì vẫn nên sử dụng một cái chiếc Dark Arm có cái công suất nó ở mức ổn một chút. Còn thực ra con này cắm vào tai nghe, mình xin lỗi, cắm vào smartphone hay là máy nghe nhạc thì nó vẫn khá là ổn rồi. Thì đầu tiên là về thiết kế đi, thì mình thấy là chiếc tai nghe này nó có thiết kế tổng thể vẫn rất là giống con SHP 9005. Các bạn có thể Google hình ảnh về chiếc 9005 nha. Đây, vì cái chiếc tai nghe nó khá là lớn cho nên là mình sẽ mở rộng cái góc quay ra một chút để cho mọi người quan sát nó dễ hơn. Thì chiếc tai nghe của chúng ta nó sẽ có cái thiết kế dạng full size và ear cup mà là dạng open đó, giống như chiếc SHP 9005 thôi. Nhưng mà một số chi tiết trên tai nghe thì nay đã được tinh giản lại và nhấn nhá một số chi tiết để nhìn cho nó hiện đại và sang trọng hơn, như là cái phần vòng trang trí màu đồng này chẳng hạn đó, hay là cái phần lưới chẳng hạn. Họ cũng bỏ cái ký hiệu L và R và làm đồng bộ màu đen như thế này đó, nhìn nó sẽ đơn giản và hiện đại cũng như là đẹp mắt hơn. Phía trên gọng chúng ta sẽ có một cái phần giá cố bằng một cái lá thép mỏng như này thì nó sẽ giúp cho chúng ta bền bỉ hơn cái phần headband này. Ở đây thì hãng họ cũng có khắc một số cái nấc như là từ 0 đến 6 này đó, chúng ta sẽ có thể dễ dàng điều chỉnh được sao cho phù hợp với lại size đầu của mình. Và cái chất liệu thì mình thấy tổng thể của tai nghe nó là từ nhựa thôi, nhựa thì nhựa cứng này, nhựa dẻo vân vân. Nhưng mà cái chất liệu nhựa này thì nó cũng rất là cao cấp nha, và được hoàn thiện tốt chứ không phải là kiểu nhựa rẻ tiền vớ vẩn đâu. Đây, mọi người có thể xem là cái phần headband này thì hãng họ sử dụng một cái phần đệm đầu bằng mút xốp rất là êm và bề mặt thì là dạng vải. Vải này là từ sợi nhân tạo nha, và nó cũng được sử dụng chất liệu tương tự như là cái phần ear patch. Đó, ấn vào thì rất là êm, độ dày thì vừa phải, không quá dày nhưng mà cũng không quá nông. Và cái chất liệu vải này thì mình thấy là nó sẽ đem lại một cái cảm giác thoáng hơn là chất liệu da trơn đó, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ hút mồ hôi và hơi ẩm nhiều hơn, cho nên là mình nghĩ là nên sử dụng trong cái môi trường nó thoáng mát một chút. Còn khi mà ra mồ hôi thì nó sẽ thấm hút vào và chiếc tai nghe của chúng ta nó sẽ không được vệ sinh lắm sau một cái thời gian dài sử dụng. Rồi đó, quên một chút, cái phần connector thì nó sẽ là dạng 3.5 nha, rất là dễ để thay thế cho mọi người khi mà chúng ta có chẳng may làm mất hoặc là đứt dây dẫn. Rồi thì đó là về phần tổng quan. Còn về chất âm cũng như là trải nghiệm sử dụng thì mình thấy là con tai nghe này đeo rất là thoải mái. Nó có trọng lượng cũng như là cái phần kẹp nó khá là tương đồng với chiếc SHP 9005. Chính vì vậy mà khi đeo lên thì mình thấy cực kỳ là dễ chịu. Mình có thể đeo con tai nghe này liên tù tì từ 3-40 phút không vấn đề gì. Và cái chất âm của nó thì mình thấy thực sự là nó vẫn giữ nguyên cái màu âm của chiếc SHP 9005. Tuy vậy thì nó đã được tinh chỉnh lại để làm cho tổng thể các cái giải âm nó đậm đà hơn và nhấn nhá hơn ở cái phần sub bass và mid bass đó, và cái phần high mid nữa. Thì cái phần sub bass và mid bass ấy mình có thể cảm nhận ngay khi mà nghe một số các cái bài nhạc như là cái đoạn mở đầu, cái tiếng trống mở đầu của cái soundtrack Mononoke Hime ở trong concert kỷ niệm 20 năm Studio Ghibli đó. Thì cái tiếng trống của trên chiếc SHP 9006 này nó mạnh mẽ và lực của nó tốt hơn so với lại 9005.
Về 2 mid thì 2 mid của 9600 nó được nhấn và đẩy năng lượng hơn một chút, thì nó sẽ rất là tôn vocal nữ cũng như là cái nhạc cụ bộ kéo như là tiếng violin chẳng hạn. Đó, tuy vậy thì nó sẽ là một con dao hai lưỡi khi mà các bạn nghe những cái bản nhạc mà nó có chất lượng thu âm nó không được tốt lắm như là một số bài nhạc trẻ hiện nay, thì khi mà nghe con này thì tiếng high mid của nó khá là gắt và không được thật đó, và thì nó sẽ thích hợp với một số cái giọng nữ nó nội lực và nó hơi thiên sáng một chút như là giọng của Thu Minh đó, hoặc là giọng của Mỹ Linh chẳng hạn. Thì con tai nghe này nó thể hiện rất là ok. Về giải cao thì mình thấy là con này nó cũng một giải cao rất là đẹp nha, giàu năng lượng ở low trap nhưng mà nó không hề bị gắt một chút nào, hãng người ta làm rất là mượt, và mình thấy là một cái giải cao nó của chiếc SHP 9600 này nó thuộc dạng top trong những cái mẫu tai nghe full size mà dưới 5 triệu rồi, mình không có gì phải chê trách ở giải cao nào cả. Đó, như vậy thôi. Thì tổng kết lại thì mình thấy đây là một cái mẫu tai nghe rất là toàn diện về cả cái cảm giác đeo này, về chất âm này, cũng như là cái mức giá cực kỳ là dễ chịu của nó. Con này thì mình nhớ không nhầm nó chỉ chưa đến 3 triệu. Đó, mức giá niêm yết tại Song Long Media. Các bạn nếu mà muốn một chiếc tai nghe có chất âm tham chiếu và nghe được đa dạng các thể loại nhạc thì có thể thử mẫu tai nghe này. Đó, một cái sự lựa chọn rất là hợp lý trong cái tầm giá 3 triệu đến từ thương hiệu Philips. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.